Mỗi dịp Tết đến, những phiên chợ quê lại trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn bao giờ hết. Nơi đây không chỉ là địa điểm mua bán, trao đổi hàng hóa, những phiên chợ quê còn là nơi nhắc nhớ mọi người hướng về với cội nguồn, những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp. Dù thời tiết có mưa rét, thì ngay từ tờ mờ sáng, chợ cời xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên đã tấp nập bởi tiếng cười nói, trao đổi của người dân đi chợ mua sắm những vật dụng, nhu yếu phẩm cho những ngày Tết. Hàng hóa được mua bán phần lớn là những sản vật bình dị và hết sức gần gũi như thịt gói bánh, nải chuối, bùng cao. Mẹ con tôi đi từ 4 giờ để mua thịt về gói bánh về là sắm Tết. Mẹ con bắt đầu đi chợ sắm Tết là từ ngày 27, bắt đầu mua đến ngày 30, chợ rất là đông. Nếu như ngày thường, bà Đào Thị Điểm, xã Sông Mai chỉ mua bán ở những gian hàng gần nhà, thì những ngày giáp Tết, bà lại đi xa 4 km tới chợ Ngàng, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động để mua sắm lương thực thực phẩm cho ngày Tết. Bởi theo bà, chợ ở đây rộng, bày bán đa dạng các mặt hàng. Sáng sớm đi chợ mua thịt, lá rong, rồi rau để dự trữ vào mấy ngày Tết. Chợ Ngàng đây thì nó cũng không thiếu gì, mặt hàng gì nó cũng có, đi chợ mua nó cũng thuận tiện. Chợ Gò, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động không biết có từ bao giờ, nhưng đến nay chợ vẫn giữ được nét mộc mạc cổ kính. Chợ họp theo phiên và chỉ họp vào các ngày mùng 4, mùng 9, 14, 19, 24, 29 âm lịch hàng tháng. Tuy nhiên, những ngày giáp Tết, dù chưa đến phiên chợ, nhưng người dân nơi đây vẫn mang những sản vật tự làm ra để mua bán, trao đổi. Mặt hàng chỉ là vài bó rau, nải chuối xanh hay vài ba quả bưởi. Mình ở đây có vườn có nào thì bán thế thôi, còn có buôn bán thì ngày nào ta đến phiên chợ thì là đông lắm, đủ các loại, không thiếu cái gì ở đây. Giữ nếp họp từ rất sớm, nhưng khác ngày thường, chợ họp chỉ buổi sáng, chợ quê ở xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, những ngày giáp Tết lại họp cả ngày. Người đi chợ đông hơn, các mặt hàng cũng phong phú, đa dạng hơn. Đông nhất phải kể đến khu vực bán chuối, bưởi, bày mâm ngũ quả hay lá rong, ống rang để gói buộc bánh chưng. Phiên chợ ngày Tết không chỉ là nơi mua bán những sản vật vườn quê, mà còn là nơi lưu giữ văn hóa, là sợi dây vô hình giúp tình làng nghĩa xóm được xích lại gần hơn. Có thể thấy phiên chợ quê ngày Tết là một nét đẹp văn hóa truyền thống trong đời sống của mỗi người dân. Dù cuộc sống hiện đại có nhiều đổi thay, nhưng giá trị tinh thần và cảm xúc mà chợ quê mang lại vẫn luôn vẹn nguyên trong trái tim mỗi người dân Việt.